Mình có một câu chuyện kể với cả nhà như thế này. Ở đây chị em nào ở đây có con chuẩn bị đi học đại học rồi? Có ai có con đi học đại học hoặc có em có cháu gì không? Thì mình cùng nhau viết một bức thư cho con mình. Gửi con. À bớt, chị bớt. Đấy, chắc là chị em nào mà sinh năm 7X. Đầu 7 thì chắc là có con chuẩn bị học đại học. Đúng không ạ? Chị em nào mà có 8X mà có con chuẩn bị học đại học thì chắc là lấy chồng cũng hơi sớm. Thì cấp 3 cũng được, cấp 3 xa nhà. Ở đây có ai có con học xa nhà không? Mình ít khi gặp con không? Năm nữa. Rồi một số anh chị em ở đây. Thì cơ bản ở đây mọi người cũng... Thì ở đây chúng ta có một câu chuyện như thế này. Bức thư gửi con. Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ viết thư cho con. Chưa bao giờ viết thư cho con cả. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời viết cho con một bức thư. Trong hoàn cảnh con chuẩn bị đi học xa nhà. Đó, đi học xa nhà. Mẹ con với nhau là chưa bao giờ là mình nói chuyện với nhau một cách êm đẹp hết. Lúc nào mẹ cũng gắt gỏng gì đấy, nhưng tự nhiên hôm nay là viết một cái bức thư sau khi học văn học chuyển giao. Viết một cái bức thư cho con. Bức thư gửi con trước khi con lên đường. Hôm nay là ngày đầu tiên con chuẩn bị nhập học. Và mẹ biết rằng là rất nhiều thứ chống trả, rất nhiều thứ sẽ đợi con trong hành trình phía trước. Một hành trình mà có lẽ rằng không có một chỗ tựa giống như cách mà con đã từng học, từng ở với ba mẹ. Từ ngày mai là con phải tự lập, tự nấu ăn, tự trang bị cuộc sống và tự học và trưởng thành. Và mẹ nhắc con 5 điều. Điều đầu tiên, trong cuộc sống, cho dù mình sống, mình làm gì, thì hãy luôn luôn nhớ lý do tại sao mình sinh ra cho cuộc đời này. Mục đích mình sinh ra cho cuộc này để làm gì? Con hãy tự xác nhận, hãy tự tìm lấy cho mình một mục đích cuộc đời thật sự với chính mình. Không ai trả lời cho con thế nào là mục đích cuộc đời thỏa mãn điều đó, mà chính con là người phải tìm ra được điều này cho cuộc đời của mình. Không có một người thầy hay mẹ cũng không thể cài đặt cái mục đích của mẹ dành cho con, mà phải tự con khám phá lấy lý do tại sao con sống trong cuộc đời này. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai, hãy nhớ rằng cho dù mình làm gì, hãy nhớ với mẹ ba điều sau con đừng bao giờ làm. Một là đừng bao giờ trộm cắp, lấy không của ai bất cứ điều gì hết. Điều thứ hai, đừng bao giờ nói dối hay là hành xử một cách thiếu trung thực với bất cứ ai. Và điều thứ ba, cho dù làm gì, hãy luôn luôn nhớ tới những lý, tới tất cả những gì mà con muốn làm, đặc biệt là những cái mục đích mà con đã đưa ra. Đừng bao giờ quên điều đó. Đấy là ba điều mà mẹ muốn gửi gắm cho con. Lên trên đại học là một môi trường hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Bởi vậy, con nên làm những điều sau. Điều thứ nhất, về việc học. Hãy nhớ rằng năng lực tự học là điều quan trọng nhất. Cho dù mình có học ở trên trường như thế nào thì quan trọng nhất là năng lực tự học, tự nghiên cứu. Hãy chủ động trong quá trình tự học của mình. Điều thứ hai, đừng quên rằng nếu như chỉ học thôi thì chưa đủ, cần phải tham gia thêm nhiều môi trường, cần phải va chạm với cuộc đời và hãy tự mình xác định cho mình bước đường tiếp theo. Điều thứ ba, cho dù là con có học, có trải nghiệm như thế nào chăng nữa, nhưng nếu như không vun bồi cho mình những cái giá trị sống, không tự tìm cho mình những cái giá trị sống quan trọng, thì chắc chắn những gì con học, con làm sẽ không mang lại cho con một chiều sâu về mặt nội tâm. Và điều cuối cùng, điều con vô cùng quan trọng nữa con cần phải làm. Hãy xác định rõ các kỹ năng nào thực sự là kỹ năng chủ lực để sau này con sẽ trở thành một người có thể phục vụ được công tác cho xã hội, cho cuộc sống của mình. Hãy xác định rõ kỹ năng đó.
để trong quá trình mình học trên trường, mình phải vun bồi, nỗ lực và đào luyện bản thân. Đấy là điều thứ ba con cần phải làm. Và điều thứ tư, chắc chắn trên hành trình của con không thể thiếu được những sự hỗ trợ. Bởi vậy, hãy chọn ba điều sau để làm công cụ hỗ trợ cho con. Một, hãy chọn sách hay mà đọc. Hai, hãy chọn thầy mà học. Và ba, hãy chọn bạn mà chơi. Nếu như con không chọn đúng sách, chắc chắn con sẽ không thể nào phát triển được. Nếu như con không chọn đúng thầy, đường đời mình sẽ gọi là rất khó mà sáng tỏ, vì thầy là người chỉ đường dẫn lối cho mình. Và cái thứ ba là nếu như con không có những người bạn thật sự trong cuộc đời của mình để có thể giúp mình phát triển, thì hãy chọn đúng bạn mà chơi. Đấy là thứ ba. Thì con cần phải có ba cái phương tiện công cụ đó để hỗ trợ con trên quá trình con học tập và phát triển. Và cuối cùng, trên hành trình của mình, hãy luôn giữ những cái tâm thế này để con thực sự là vững vàng trên cuộc đời của mình. Thái độ nào sẽ giúp con vượt qua được mọi khó khăn? Và thái độ nào giúp cho con bình thản được trong mọi vấn đề? Thì hãy nhớ những thái độ sau để con có thể vững tin được trên hành trình của mình. Điều đầu tiên, hãy thư giãn thả lỏng mọi lúc mọi nơi, siết chặt răng lưỡi. À, luôn nhớ đến thân, không quên mình theo vật. Đây là một trong những điều vô cùng quan trọng mà mẹ đã học trong hành trình văn lập chuyển giao. Mẹ đã học được, thực hành được. Và mẹ cũng gửi gắm phương pháp này cho con. Và khuyên con nên tham gia chương trình học 9 ngày của Sư Nguyên Tuệ, hoặc sau này trở thành một thủ lĩnh văn hóa đọc như mẹ. Thái độ thư giãn thả lỏng. Cái điều thứ hai, hãy luôn luôn nhớ rằng cho dù làm gì hãy bình thản đối diện với mọi sự. Bình thản trước khen chê, bình thản trước được mất, bình thản trước cái sự vinh quang, hay bình thản trước nhục nhã, bình thản trước mọi sự, người trí không dao động. Hãy luôn giữ thái độ bình thản, đón nhận mọi thứ, bởi vì cuộc sống này mình không thể làm chủ, không thể làm chủ được cái gì nó đến với mình. Cho nên con phải bình thản trước đối diện với mọi sự, ngay cả khi bình thản trong hoàn cảnh gia đình của mình gặp vấn đề, và bình thản với những khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Hãy luôn bình thản trước mọi vấn đề đó. Thì đó chính là bức thư mẹ muốn gửi gắm cho con 5 điều quan trọng. Điều thứ nhất, hãy luôn nhớ, hãy luôn tìm mục đích cuộc đời của mình. Cái thứ hai, những điều gì con đừng bao giờ làm. Điều thứ ba, những công việc con phải làm cho cuộc đời này, đặc biệt trong quá trình học đại học. Cái thứ tư, hãy nhớ rằng có những công cụ, có những nơi nào con cần phải hỗ trợ. Những nơi nào cần được con tìm tới để được mình hỗ trợ, để nương tựa khi mình gặp vấn đề. Và cuối cùng, hãy nhớ, luôn luôn nhớ thái độ thư giãn thả lỏng, siết chặt răng lưỡi, và đặc biệt là bình thản trước mọi sự. Đây là chính là một cái thái độ vô cùng quan trọng để con có thể vững bước trong cuộc đời. Đây chính là bức thư mẹ gửi con, mong rằng con sẽ hành trang vững bước trên cuộc đời của mình bằng 5 điều mẹ muốn nhắn gửi. Hãy học thuộc, hãy thực hành, và hàng ngày, hàng tháng gửi báo cáo về cho mẹ xem con thực hành 5 điều này thế nào. Nhá. Con mà làm tốt thì mẹ sẽ cấp tiền cho con. Còn mày mà làm không tốt thì còn lâu tao mới gửi tiền. Ok. Đấy, bức thư gửi con mẹ đã xong. Cái này là mới nghĩ ra. Đọc theo một cách tự nhiên. Xong với cả nhà, năm pháp xong. Thì chúng ta thấy năm pháp là viết một bức thư trong cuộc sống của mình là năm pháp rồi. Khi mà mình thấm nhuần được năm pháp rồi, cả nhà mình đi đâu mình chế được. Thế mình hỏi cả nhà là bây giờ hôm nay có thể mình không cần đưa cho cả nhà năm pháp là gì luôn. Bắt đầu vào những cái thứ rất đơn giản như thế này. Đúng không nào? Đấy. Rồi đúc kê sách cũng như vậy. Bây giờ mình học bất cứ một môn nào, cả nhà phải trả lời giúp mình năm pháp cho cái môn đó. Nha. Thế sau hôm nay cũng như vậy, là anh chị em mình cũng phải chế ra rất nhiều các loại năm pháp khác nhau, bằng đủ các thể loại khác nhau. Có thể một bức thư mẹ gửi con, có thể một bức thư anh gửi em. Ở đây mình sẽ đọc một cái bức thư gửi cho người bạn đời của mình. Đây, mình đang tưởng tượng thế. Mình sẽ đóng vai trò là người vợ gửi cho người chồng đi công tác xa nhà. Nha. Gửi anh.
gửi anh, người bạn đạo của em. Mặc dù nói bạn đạo thôi nhưng mà thật sự là bao nhiêu năm nay mình vẫn sống với nhau bằng bạn tình, sống với nhau bằng bạn đời và thậm chí sống với nhau bằng rất nhiều loại bạn khác nhau. Thậm chí cũng có những lúc mà mình cãi vã chửi với nhau và em không thể quên được những lúc mà anh tát em. Và cũng không thể quên được những lúc mà chúng ta đay nghiến nhau. Nhưng khi biết tới chánh pháp, khi biết tới giá trị ba gốc rễ thì ngày hôm nay chúng ta đã thay đổi. Đã không còn những trận đánh tơi bời của anh dành cho em và con. Đã không còn những câu mắng nhiếc thậm tệ em dành cho anh và con nữa. Đã qua rồi những thời trẻ trâu chúng ta xích mích với nhau. Và ngày hôm nay khi chúng ta đã hòa thuận hơn, em chính thức viết cho anh bức thư để gửi gắm anh trên hành trình sắp tới. 5 điều. Điều thứ nhất, giống như kiểu hiệp ước. Điều thứ nhất, hãy luôn nhớ rằng mục đích chúng ta sống trong cuộc đời này và mục đích chúng ta đến với nhau để làm gì. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta đến với nhau bằng cái tình yêu của loài thú. Tức là gì? Đến với nhau chỉ để thỏa mãn thể xác, đến với nhau chỉ để thỏa mãn niềm vui đơn thuần. Hãy nhớ rằng rất mong muốn chúng ta cùng nhau trở thành những người bạn đạo để cùng xác định kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng của mình, để chúng ta cùng nhau xác quyết trên con đường thực hành đạo lý. Đấy, làm thế nào để chúng ta cùng nhau nâng đỡ. Mục đích cuộc sống quan trọng nhất khi hai người vẫn đang còn phải dính mắc với nhau về mặt gia đình, về mặt cuộc sống, thì hãy luôn luôn nhớ rằng mục đích chúng ta trở thành người bạn với nhau trong cuộc đời này là để tạo cơ hội cho nhau thật sự giác ngộ giải thoát hoặc là chuyển hóa ba gốc rễ, tùy. Đấy là mục đích cuộc đời. Cái thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau cam kết những điều sau. Một, bởi vì trong cuộc đời của mình, rất xin lỗi anh đã từng nhiều lần em vi phạm điều này, đã từng nói dối, đã từng xem trộm điện thoại của anh, đã từng xem ví của anh có cái gì không, đã từng xem máy tính của anh có chat với cô nào hay không, đã từng rất nhiều lần. Và bây giờ em xin phép giữ những điều sau. Còn anh giữ hay không, anh hãy tự cân nhắc. Điều thứ nhất, em cam kết rằng thứ nhất là luôn trung thực đến tận cùng, không bao giờ nói dối anh bất cứ một lời nào cả. Cái thứ hai là trung thủy. Trung thủy tức là gì? Là một là sẽ ở với anh trước mặt đến sau lưng. Hai, nếu như có rời xa nhau chỉ với một chỉ hướng duy nhất thôi, đấy chính là tu tập, đi tu. Cái thứ hai, đấy là sự trung thủy trước, sống thật lòng với nhau trước sau như một. Và cái thứ ba là luôn luôn giữ cái môi trường cam kết rằng là không bao giờ một lần nào nữa tái phạm việc dùng binh khí miệng miệng lưỡi, binh khí chân tay, binh khí vật dụng với anh, với con mình và với bất cứ ai. Cam kết không dùng binh khí miệng lưỡi, binh khí chân tay hay binh khí vật dụng như ngày xưa chúng ta đã từng trao cho nhau những binh khí đó. Ngày hôm nay chúng ta thu lại. Đấy là ba điều em cam kết không làm cái việc này. Còn phía anh sẽ cam kết điều gì đây? Đấy, đúng không? Vậy thì từ bây giờ đến cuộc đời của mình, em mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành làm những việc sau. Thứ nhất, cùng gieo luôn, luôn luôn tạo điều kiện gieo duyên cho nhau đến học đạo lý. Đây là con đường duy nhất cứu cánh mình khỏi những nỗi khổ niềm đau. Nếu như người kia đi thiền, nếu như người kia đi học đạo, chúng ta luôn tạo điều kiện, không có tạo cản trở, luôn hết lòng phụng sự phục vụ người kia trong quá trình người kia đi làm việc, tu tập, hãy đào luyện bản thân, đặc biệt là có thể tham gia một số dự án của trí tuệ Việt Nam. Đó, những buổi sáng anh phải dậy sớm để làm bài tập, những buổi tối anh phải thức khuya để làm bài tập, mình phải tạo điều kiện cho nhau. Và đặc biệt là tham gia nhiều khóa thiền, tham gia nhiều thời gian tu tập, cam kết là chúng ta tạo điều kiện cho nhau, không gây ra chướng ngại cho nhau. Đây là điều đầu tiên, luôn luôn tạo điều kiện cho nhau tu tập và học tập, đào luyện bản thân. Điều thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau làm là gia đình phải là nơi cùng nhau kiến tạo môi trường. Gia đình chính là một môi trường, để nơi đó là nơi mà tất cả chúng ta, em, anh, rồi con mình, là nơi học tập, đào luyện. Nhà là trường. Nhà không chỉ là nơi để ăn, để ở, rồi chỉ là nơi sinh hoạt bình thường nữa,
phải là nơi học tập đào luyện. Và chúng ta cùng nhau xây dựng cái thư viện nhà mình thật to, trong đó thật nhiều kinh, nhiều sách. Và mình sẽ là cùng nhau làm một cái phòng thiền nho nhỏ để bạn bè mình có thể đến ngồi thiền với nhau, đọc sách tại đó. Đây là điều thứ hai cùng nhau làm. Và điều thứ ba là nếu như được cùng nhau đồng hành một cái dự án thiện nguyện nào đó, anh có những công việc của anh và em cũng có công việc của em, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngoài công việc nuôi nấng con cái, đặc biệt là phải cùng nhau thiện nguyện, cùng nhau đi làm thiện nguyện. Đặc biệt là đến cuối năm, Trí Tuệ Việt Nam lại có hành trình Văn Hóa Đọc Vùng Cao, Hải Đảo Biên Giới. Chúng ta có thể lên xe cùng với anh em đến từng trường học, có thể tham gia các lớp học văn hóa đọc. Đấy, đúng không? Và đấy là những điều nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và trong hành trình này, vẫn nhớ chúng ta vẫn cần phải có những công cụ, những phương tiện để nương vào. Một, chúng ta phải có những bậc thầy minh sư, là những người đã bậc thầy giác ngộ để giúp cho mình có con đường chuyển hóa. Điều thứ hai là cùng nhau kiến tạo một nơi đầy sách. Đấy, biến nhà thành nơi đầy sách, chọn sách để đọc. Và cái thứ ba, cùng nhau xây dựng một cái đời sống vật chất đơn giản, biết đủ. Đó mới là điều kiện thuận tiện để mình có thể sống một cái đời sống gọi là hạnh phúc. Và được dần dần anh và em dần dần điều này hơi tế nhị, thỉnh thoảng mới ngủ cạnh nhau thôi. Để làm gì, bớt cắt xúc đi, thỉnh thoảng mới ngủ với nhau thôi. Vì ngủ với nhau nhiều là tâm tha mái nó vận hành. Cái điều này là điều khó. Nói điều này rất khó, khó lắm. Nhưng mà thôi, mình cứ thử tác ý đi, đúng không? Đấy, cứ một tuần là cai nhau hai ngày, cứ dần dần đến dần dần là không cần nhau nữa thì bắt đầu mình đi vào chùa là được rồi, đúng không nào? Rồi điều cuối cùng trong hành trình này, hãy luôn giữ thái độ như sau. Một, cũng giống như bức thư em gửi cho con, anh cũng đọc rồi đấy, chúng ta cùng nhau luôn thư giãn, thả lỏng, siết chặt răng lưỡi trong mọi hoàn cảnh. Đấy, làm việc hạnh phúc cũng siết chặt răng lưỡi, thậm chí là trong lúc gần gũi nhau vẫn siết chặt răng lưỡi. Để làm gì? Luôn không quên thân nha, không quên thân. Cái thứ hai là bình thản trước mọi sự, cho dù con mình gặp thế nào, cho dù em sau này có muốn thế nào, anh cũng như vậy, luôn bình thản đối mặt với mọi sự. Bình thản cũng giống như cách mà con mình bình thản thì mình cũng phải bình thản. Thì đấy là năm pháp bức thư dành cho chồng mình, sau đó năm pháp dành cho bố chồng, mẹ chồng, dành cho bất cứ ai. Thì khi mà mình hiểu về năm pháp thì mình có thể biến chuyển mọi lúc mọi nơi. Có một điều cả nhà, có một điều là trong cái khóa học khóa tu chính ngày của thầy Nguyên Tuệ thì thầy có kể một câu chuyện là lý do tại sao những người mà viết chuyện tình hay á thì lại là những người rất chưa bao giờ yêu, bởi vì khi đó họ mới vẽ vời những cái thứ rất mơ mộng rồi đẹp đẽ được. Mà lý do tại sao mình chưa có con, chưa có chồng, có vợ thì mình mới viết được, nói được câu chuyện đấy. Còn nếu như đã có con, có vợ, có chồng rồi thì chắc gì đã nói được cái điều này, đúng không? Cho nên là chính vì việc là mình không nếm trải được cái đau khổ của nó, cho nên mình mới nói được cái điều này. Đấy, mới mơ mộng được. Câu chuyện vui, nhưng cũng cài một số cái thông điệp dành cho anh chị em. Nha. Thì